Xin chào tất cả các bạn trở lại với channel của chú Hè Mini với bài tập Spider-Man. Quá là lực lượng luôn. Và với bài tập ngày hôm nay thì chú Hè Mini sẽ hướng dẫn cho tất cả bạn làm về con Spider-Man cấp độ 2, lực lượng hơn và mạnh mẽ hơn. Bắt đầu vào bài tập của mình thôi nào. Rồi, đầu tiên chúng ta sẽ dùng bong bóng màu đỏ. Và chúng ta sẽ bơm lên khoảng 2 hơi. Đâu rồi? Bơm lên khoảng 2 hơi nha các bạn. 1, 2, 3 hơi luôn. Đây, chờ ra khoảng như thế này nha các bạn. Rồi, cột nó lại. Đầu tiên chúng ta sẽ tạo một hạt đậu nhỏ. Ôi cha, bẻ mất rồi. Làm lại. Bơm lên nha các bạn. Rồi, làm một đoạn nha. Rồi, đầu tiên chúng ta sẽ tạo một hạt đậu nhỏ. Luồn nó qua nè các bạn. Sau đó chúng ta sẽ tạo thêm một hạt đậu nhỏ nữa gắn vào đây. Đây, như thế này đây các bạn ạ. Sau rồi chúng ta sẽ chừa ra khoảng 4 ngón tay nè các bạn. Bóp cái nào. Tạo một hạt đậu nhỏ ở đây nha các bạn. Rồi, sau đó chúng ta ướm khoảng 3 ngón tay nè. Bóp một cái. Đó. Gần như là gấp đôi nè, nhỏ gấp đôi thế này. Đó. Đó đây. Sau đó chúng ta lại tạo một cái đốt dài bằng cái đốt này. Lại tạo một hạt đậu. Tiếp theo chúng ta sẽ tạo thêm một đốt bằng cái đốt này. Bằng cái đốt này nè các bạn. Rồi, sau đó chúng ta lại tiếp tục tạo thêm một đốt bằng cái đốt này. Nên chúng ta sẽ làm hai đốt nhỏ. Đây, nó sẽ như thế này. Còn từ này chúng ta sẽ ngắt nó đi nha các bạn. Nó sẽ làm đúng như thế này các bạn. Đó. Sau đó chúng ta sẽ dùng bóng xanh dương. Chúng ta bơm lên. Rồi, hai. Rồi, đầu tiên chúng ta sẽ gắn nó vào bên đây. Đây là đốt đây đúng không? Chúng ta sẽ gắn nó vào đốt thứ hai đây. Rồi, chúng ta sẽ bóp thật là mạnh. Thật là mạnh vậy. Gắn nó vào bên trong này. Này, gắn nó vào bên trong này. Đó, nó sẽ thành một cái đốt nhỏ ở đây. Sau đó chúng ta phải chừa khoảng 4 ngón tay bằng với cái này nè các bạn. Bằng với cái này cũng được. 4 ngón tay. Rồi, chúng ta lấy tay chúng ta giữ vào đây. Rồi chúng ta hướng khoảng 3 ngón tay nha các bạn. Rồi, tạo một đốt nhỏ. Đắm vào. Rồi, tạo thêm một đốt nhỏ nữa. Đắm vào thêm một đốt này luôn. Wow, con này có vẻ hơi khó. Rồi các bạn tập thì sẽ quen thôi. Sau đó chúng ta sẽ tạo một cái đốt bằng với cái đốt này. Gắn nó vào trong này. Đó. Nó sẽ như thế này. Hy vọng là các bạn sẽ theo kịp. Nếu mà các bạn không theo kịp thì các bạn cứ ấn pause lại, dừng clip lại các bạn tập rồi các bạn lại và tiếp tục clip để các bạn xem nha các bạn. Rồi, sau đó chúng ta sẽ tạo một cái nữa y hệt cái bên này. Các bạn ngón tay nhỏ nè. Đó. Xong một đốt. Đó. Hai đốt. Và gắn nó lại ở trên này. Nó sẽ thành hình như thế này các bạn. Sau đó chúng ta sẽ ướm bằng với cái này. Gắn nó lại bằng đối diện bên cạnh. Gắn đây. Xong cái phần dư này chúng ta sẽ gắn nó vào đây. Sau khi xong thì nó sẽ ra hình thù như thế này nè các bạn. Đó.
Tiếp theo chúng ta sẽ dùng bong bóng màu đỏ. Rồi, các bạn bơm lên khoảng 3 hơi nha. Rồi, đây. Các bạn sẽ gắn nó vào bên đây. Rồi, các bạn sẽ chừa ra khoảng 3 đốt tay nè các bạn. Bóp một cái nhẹ. Rồi, đạt một đốt nhỏ. Hai đốt tay, thêm một đốt nhỏ nữa. Đó, một đốt lớn và hai đốt nhỏ. Các bạn sẽ gắn nó vào trong đây. Ui da. Rồi, tiếp theo các bạn cũng tạo hai đốt nhỏ và một đốt lớn. Đổ xuống nè, một đốt nhỏ, hai đốt nhỏ, một đốt lớn gấp đôi. Đây nè các bạn. Và gắn nó vào trong đây. Sau đó chúng ta sẽ thổi hai đốt này vào với nhau như thế này. Nó sẽ ra cái mũi của Spider-Man đây các bạn. Rồi, cái này các bạn thổi thật là mạnh vào. Và các bạn gắn nó vào bên đây. Làm sao cho cái hơi này, cái nhỏ hơn cái hơi này. Đó. Rồi, còn từ này các bạn ngắt nó đi. Tiếp tục ngắt đi sao cái bạn thổi thật mạnh lại. Bóp thật là mạnh nha, không cầm, nhấc mạnh cái. Nếu các bạn bị bể thì các bạn có thể bơm cái bong bóng mới lên. Rồi, chúng ta bột lại. Rồi, tạo một hạt đốt nhỏ nào. Sau đó chúng ta sẽ làm đai của Spider-Man nha các bạn. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ tiếp tục bơm một cái bong bóng màu đỏ lên. Cái bịch bong bóng màu đỏ chú hề mini gắn nó hơi chặt. Rồi bơm lên khoảng 2 hơi nha các bạn. 2. Đó. Chừa ra nè. Rồi các bạn bột nó lại. Rồi, đầu tiên chúng ta sẽ gắn vào chân của nó. Cái chân màu xanh này các bạn. Gắn vào đây nha. Rồi chúng ta sẽ tạo một hành động thật là nhỏ vào cái khe này. Hơi là nhỏ luôn. Đó. Tiếp tục một hành động nhỏ nữa bên cạnh đây. Đó, phần này các bạn thấy chưa. Đó. Rồi chúng ta chừa khoảng 4 ngón tay, bóp thật là mạnh nào. Rồi tiếp theo chúng ta tạo một hành động nhỏ và tạo một băng thật là nhỏ nè. Đó, để làm chân của nó nha các bạn, 3 ngón tay thôi. Tiếp theo chúng ta khoảng 3 ngón tay nào, đốt khoảng 3 ngón tay và tạo thêm một hành động nhỏ nữa. Rồi, tiếp tục một cái thân, cái chân còn lại. Rồi, chúng ta sẽ ướm với bằng cái chân bên này. Bằng cái chân. Rồi, sau khi bằng rồi chúng ta sẽ gắn còn lại bên chân còn lại. Tương tự bên này thì chúng ta sẽ tạo hai hạt đậu nhỏ để gắn vào hai bên này luôn này các bạn. Các bạn muốn cho nó không bể thì các bạn cứ bơm cho nó dư hơi. Sau lúc mà các bạn muốn vào thì các bạn bóp thật là mạnh cho hơi nó dồn lên bóng. Rồi, cái này chúng ta ngắt nó đi. Như vậy là đã xong cái mình còn siêu nhân người nhện. Tiếp theo công đoạn của chú Hề Mini chỉ là gắn cái đầu của nó lên thôi. Lấy một quả bóng tròn đầu Spider-Man. Không có thì các bạn có thể lấy bóng tròn của các bạn vẽ lên nha các bạn. Rồi. Có một cái. Xong. Chúng ta sẽ gắn nó vào trong này. Luồn vào cái đốt này cho nó không bị cái đầu con Spider-Man ra.
Như vậy đã hoàn chỉnh. Và các bạn có thấy lực lượng không nào? Như vậy là với bài tập lần này thì chú Hề Mini đã hướng dẫn xong cho các bạn hai con Spider-Man rất là lực lưỡng. À, con này thì đơn giản hơn nhưng mà con này có vẻ hơi khó. Cũng không khó lắm đâu, các bạn chỉ cần kiên trì tập rồi sẽ có ngày thành công thôi. Các bạn có bị bẻ một hai lần rồi cũng sẽ quen. Rồi, các bạn muốn bài tập sau chú Hề Mini sẽ hướng dẫn cho tất cả bạn về con vật gì thì các bạn hãy bình luận ở phía bên dưới. Và đừng quên cho chú Hề Mini một like, một share và subscribe kênh chú Hề Mini nhé. Nhớ bấm chuông để không bỏ lỡ những clip mới nhất của chú Hề Mini. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.